Chị muốn hỏi em nè, em đẹp vậy, em gợi cảm vậy, tại sao mà tới giờ này á em vẫn còn là trinh nữ vậy? Ủa đứa nào đụng em còn trinh bất nhân vậy chị? Ủa chứ em hết rồi hả? Đụng em mất lâu lắm rồi chị. Trời đất ơi, mày ở chung với tao 10 năm mà bây giờ tao không biết gì hết trơn vậy? Em là cái thứ mà cái hàng đập thùng mà đập bấy thùng á chị. Nó đập xong rồi nó không dán tem lại đó, chị hiểu không? Trời đất ơi, em lấy chồng rồi mà cái thằng chồng em là cái thằng vũ phu, em mới bỏ nó đó chị. Trời vậy đó hả? Tội nghiệp em lắm, số em khổ lắm.